đẹp không? Rất là đẹp. Con đường sông ngầm. Mình chèo mấy cây em? Không ngang hơn 9 cây. Mình chèo vào 9 cây luôn. Cây 2 còn tổng chiều dài là 9 km. Người ta chỉ khai thác cây 2 thôi hả? Hay là cũng hơn khai thác 4 cây rưỡi. Nhưng mà đó là cái tour khám phá xuyên sơn hồ. Khám phá chiều sâu biển của đồng Phong Nha. Ồ vậy là chúng ta sẽ có từ 6 đến cái đó phải đăng ký trước hay sao em? Dạ không cần đâu, mình có thể book vé được điện tại phòng vé. Thôi lần sau đi ha. Không ai tư vấn nữa. Chị vào sâu trong kia, mình ở trong ai cũng ổn. Có ai nào ổn lắm. Là vào trong kia mình được tổng. Đúng. Đây tôi nhà, con mua hai cái gì hút rồi. Bên đây là hàng Hương Đình. Mình phải đi vào cẩn thận thôi chị cẩn thận nó đụng vào đầu ấy. kìa cái mình khôi con mình khôi cái đèn cái kia là cái thạch nhũ á mình khôi cao cao đó này là núi đá vôi hết phải không em? Theo cả cái nhà khoa học ấy đang nghiên cứu đây là quần thể đá vôi cổ nhất của châu Á, dài hơn 100 triệu năm. Cái hang này là hang thiên đường như nào đẹp không? Hang thiên đường là hang khô ở trên núi, còn hang này hang nước. Duy nhất là Phong Nha Kẻ Bàng là ở dòng sông Ngân chảy xuyên suốt từ đầu đến cuối hang. Mà nếu mà ngồi hết hang này là 6 tiếng. Được không? 1/2 chặng đường là mình đi 4 tiếng là mới có đi. Mà chị đi hết cái hang này thì chị đi là lâu lắm, cả ngày, nhiều hơn.
Nhưng mà chắc thi thuyền chắc đi đâu có được đâu hết đâu phải. Đúng rồi. Đúng rồi, đi hết rồi đúng không? Khó chứ. Có người đi hết thì mới biết được 9 km chứ. À. À, nhìn giống giống Phật Bà Quan Âm người. Bích Nam Mô đi con. Nam Mô A Di Đà Phật. Bích là hung dữ luôn. Nam Mô A. À.